Xin kính chào của chú anh chị đã quay trở lại với kênh Hiền Toyota. Thì với khối option khủng như thế này, không biết của chú anh chị đã đoán ra nhân vật chính của video ngày hôm nay chưa? Thì nhân vật chính của ngày hôm nay chính là hai bạn xe gầm cao 5 chỗ, rất là hợp lý, mức giá chỉ trên 500 triệu thôi, trên và dưới 500 triệu thôi. Thì bên trái em dưới đây là bạn Toyota Ride, cực kỳ khủng, giá cực kỳ hợp lý, nhưng mà cái mà nó mang lại cho mình rất là tuyệt vời. Còn bên phải em dưới đây là bạn EcoSport, giá cũng chỉ dưới 500 triệu thôi, nhưng mà cũng rất là tiện nghi và mạnh mẽ. Thì để em chỉ quay cận cảnh hai bạn này trong video ngày hôm nay, cũng như là cập nhật giá bán cho cô chú anh chị nha. Trước tiên chúng ta đi đến bạn Toyota Ride. Thì bạn này rất là được cộng đồng sử dụng xe hơi ở Việt Nam ưa chuộng, và bạn này thì nhập khẩu Indonesia nguyên chiếc nha, sản xuất năm 2022, biển số là biển số tỉnh, xe vừa mới đi được 11.000 km thôi. Hiện tại này bạn Ride này, nếu như mà cô chú anh chị mua hãng á, là sẽ không có xe mới đâu, rất là hot luôn, cực kỳ cháy hàng. Với khối động cơ chỉ 1 lít nhưng mà có turbo, nên là khi mà cô chú anh chị trải nghiệm xe cảm giác nó mạnh mẽ như là xe 1.5 vậy, rất là ok luôn. Form dáng cực kỳ thể thao này, trang bị bộ mâm 17 inch mâm phay nha, hai mâm trước là mâm thắng đĩa, hai bánh sau là tăng chống. Xe được trang bị rất nhiều công nghệ mới của nhà Toyota. Thì bạn Ride này với khối động cơ nhỏ như vậy á, tiêu hao nhiên liệu tầm 6 lít cho 100 cây thôi, cực kỳ tiết kiệm, lại cao ráo nữa. Bạn này thì có thể mình đi gia đình, đi công việc, đi du lịch đều rất là hợp lý luôn. Chủ đã trang bị cho mình là phin kích nhiệt loại xịn luôn nha. Tại sao em chỉ nói là loại xịn? Bởi vì nè, cô chú chị xem nè, đây nó sẽ ra một cái màu xanh như thế này nè, loại xịn, rất xịn luôn đó. Thì bạn này đang được Hiền Toyota chào bán với mức giá 565 triệu. Chỉ với 565 triệu, cô chú anh chị đã có thể sở hữu cho mình một bản Ride đang làm mưa làm gió thị trường Việt Nam, rất là ok luôn. Đã được bọc da ghế nè, bọc luôn trần rồi, xe cực kỳ đẹp, rất là nhiều công nghệ. Một điều làm chiếc cực kỳ bất ngờ ở bạn này đó chính là bạn có cả lẫy số trên vô lăng luôn nha cô chú anh chị ơi. Đề nổ bằng nút bấm là chắc chắn rồi nè. Xe đi được vượt 1.400 km, có cổng sạc nhanh luôn, màn hình DVD cực kỳ rộng, tích hợp cả Bluetooth nè, radio nè, ngoài ra còn có Apple CarPlay nữa, rất tuyệt vời. Thắng vẫn còn dùng thắng tay nha cô chú anh chị, thắng tay cơ. Một điều nữa là em chiếc rất là ưng ý ở bạn này đó chính là đây, có cái cốc để nước cho mình, rất tiện dụng luôn. Đây là một chi tiết tuy nhỏ nhưng mà rất là tiện dụng cho cô chú anh chị khi mà mình đi đường xa đó, mình không có chỗ để cốc nước. Thì đây là một điểm cộng rất lớn của nhà Toyota dành cho bạn Ride này. Đây, nhưng mà điện tử đầy đủ luôn, cảm biến. Để em chỉ quay cận cảnh cái khoang động cơ của bạn này cho nhà mình xem. Đây, xe mới đi 11.000 nên là nhìn nó còn mới tinh luôn, mà mắt thường ta là chúng ta đã có thể biết được rồi. Máy móc của Hiền Toyota là luôn cam kết cho cô chú anh chị là về chất lượng nha. Xe không đâm đụng gặp nước cũng như là bung rã động cơ. Bao tép hãng cho nhà mình luôn. Hiện Toyota với uy tín hơn 10 năm cam kết cho cô chú anh chị về chất lượng xe. Đây. Và tiếp tục chúng ta đi đến bạn EcoSport. Thì bạn này đến từ nhà Ford, xe Mỹ, cực kỳ cứng cáp, vàng đồng rất cứng luôn. Đây em chỉ gõ nè, rất cứng. Bạn này sản xuất năm 2018, biển số là biển số thành phố, xe vừa mới đi được 40.000 km thôi, đăng kiểm còn tới tháng 11 năm 2023 lận. Màu chủ đạo của xe là màu hơi nâu nha, hơi nâu. Bánh xe nè, mâm xe cực kỳ thể thao theo kiểu tổ ong, sơn liền từ đầu tới đuôi cực kỳ đẹp. Ngoài ra đây là phiên bản titanium, phiên bản cao cấp.
nên là xe được trang bị bánh sơ cua phía sau này, nhìn rất hầm hố luôn, cực kỳ thể thao. EcoSport phiên bản Titanium với khối động cơ 1.5 lít á, thì bạn này tiêu hao nhiên liệu cũng tầm 6 lít tới 6 lít rưỡi cho 100 cây, rất tiết kiệm. Gia đình đi thì tuyệt vời luôn, cao ráo, đi du lịch, đi công việc đều rất là ok. Màu chủ đạo của nội thất là màu đen nha cô chú anh chị. Màu đen là màu chủ đạo. Xe còn có cửa sổ trời nữa nè. Thường thì gia đình có con nhỏ rất là thích xe có cửa sổ trời để cho mấy em nhỏ mà khi đi du lịch á, hạ cửa sổ trời xuống để cho mấy em leo lên trải nghiệm. Thì bạn này đang được Hiền Toyota chào bán với mức giá 470 triệu. Thì chỉ với 470 triệu nhà mình đã có thể sở hữu một bạn 5 chỗ gầm cao đời cũng rất là cao luôn. 2018 xe vừa mới đi được 40.000 km, mới rô đai xong, trang bị cực kỳ nhiều công nghệ, màn hình DVD. Đây là một cái bước tiến lớn của nhà Ford khi phiên bản 2016 là không có DVD, nhưng mà 2018 đã có rồi, tích hợp cực kỳ nhiều công nghệ luôn. Đây, xe đi được 40.000 km. Để em chỉ quay cái khoang động cơ của xe này cho cô chú anh chị xem nha. Đây, có động cơ 1.5 cực kỳ mạnh mẽ của nhà Ford, chạy cực kỳ bốc. Ford thì đề cao tính mạnh mẽ, trải nghiệm lái, cảm giác lái rất tuyệt vời. Thì đây là một cái video tổng hợp về hai bạn xe, giá chỉ trên dưới 500 triệu thôi. Bên đây là bạn EcoSport phiên bản Titanium đời 2018, xe là biển số thành phố nha cô chú anh chị, đi được 40.000 km rồi. Giá niêm yết ở Hiền Toyota là 470 triệu. Còn bên phải phía đây là bạn Toyota Rise, cực kỳ đẹp, nhập khẩu Indo. Xe đi được 11.000 km, biển số là biển số tỉnh, sản xuất năm 2022, đăng kiểm còn tới tháng 6 năm 2023 lận. Không phải, em xin lỗi. Xin lỗi cô chú anh chị, đăng kiểm còn tới tháng 12 năm 2024 lận. Thì giá niêm yết của Hiền Toyota là 565 triệu. Nếu như mà cô chú anh chị đang tìm một mẫu xe 5 chỗ gầm cao đi gia đình, giá chỉ trên dưới 500 triệu thì đây là hai lựa chọn cực kỳ hợp lý cho cô chú anh chị ở thời điểm hiện tại. Nếu như mà cô chú anh chị muốn tham khảo trải nghiệm xe thì hãy đến ngay Hiền Toyota chi nhánh Bình Triệu, 806 quốc lộ 13 để có thể tham khảo xe cũng như là được nhân viên bên Hiền Toyota hỗ trợ nha. Thì cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã theo dõi video tới thời điểm hiện tại. Em chỉ xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Nếu như mà cô chú anh chị thấy thích thì hãy bấm like, share cũng như là bấm chuông để cập nhật những video mới nhất của kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video lần sau.